ngày 11 tháng 5, giá xăng chạm ngưỡng 30.000 đồng một lít là mức cao kỷ lục. Xăng tăng nhưng những điều chỉnh giá cước từ hãng thời gian gần đây vẫn không đua kịp với tốc độ tăng của giá xăng, đã khiến cho nhiều tài xế xe công nghệ rơi vào thế khó. Và thay vì bật ứng dụng theo quy định thì nay họ đã tắt app, chọn những giải pháp khác. Từ ngày giá xăng tăng, anh Hải, một lái xe công nghệ đã chọn cách sáng tắt app, chạy xe ôm truyền thống. Các khung giờ cao điểm, anh mới bật app chạy xe công nghệ vì giá cước thời điểm này tăng. Theo lời anh, đây là cách cực chẳng đã. Vì giá xăng tăng mà giá cước xe công nghệ chậm được điều chỉnh. Tuy nhiên, cách làm này cũng không giúp anh có thu nhập cao hơn. Trừ chi phí, một ngày vất vả của anh cũng chỉ thu về 200.000 đồng, giảm 1/3 so với trước khi xăng tăng giá. Đây, tất cả anh em ở đây hầu như là 100% ở khu này, hầu như là đã đứng ở khu gần bến xe là đều tắt app để chạy ngoài. Tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát, rất đông tài xế xe ôm mặc đồng phục GrabBike, Bi chạy vòng quanh mời chào khách hàng hoặc tập trung đông đúc tại một điểm thay vì theo dõi ứng dụng trên điện thoại để nhận khách. Nhiều tài xế vừa chở khách, vừa tranh thủ nhận đơn giao hàng, giao đồ ăn để tiết kiệm thời gian và tăng số lượng đơn hàng. Vệ thì nói chung là cũng dao động là lên theo từng thời điểm, như cao điểm thì lên thôi. Còn lúc giờ như thấp điểm như bây giờ thì là giá bình thường khoảng 5.000 một cây, hoặc có lúc là hơn 5.000. Nói chung là tuần nào thì cái xe nó cũng ngốn từng đấy xăng thôi, nhưng có điều là mình phải giả cái cước tiền xăng nó cao hơn thôi. Nhưng trong khi thu nhập vẫn thế. Xoay sở, vay vốn để mua trả góp, để mua xe ô tô chạy dịch vụ được 3 năm, nhưng mất 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Anh Trần Văn Hưng vẫn chưa thể trả hết nợ xe. Giờ xăng đã tăng giá hơn gấp đôi nhưng giá cước trên ứng dụng chỉ tăng nhỏ giọt. Một tháng thu nhập không tới 10 triệu đồng khiến cho anh phải suy tính đến phương án khác. Nữa mà giá xăng nó tăng khách ít ấy, thì cũng có khi là mình cũng phải tính toán cái công việc khác. Thu nhập của anh em là rất kém. Phải tìm phương án khác, là một là bán xe đi, là thay đổi công việc. Mong muốn Grab cũng là phải hỗ trợ cho anh em trong lúc thời gian khó khăn. Trao đổi với VTC, đại diện nhiều nhãn hàng gọi xe công nghệ đều cho biết chưa có kế hoạch điều chỉnh giá ngay do phải theo dõi biến động thị trường và một số yếu tố khác trước khi có quyết sách phù hợp cho cả đối tác lẫn người dùng.